Mình đến từ Quảng Trị và niềm đam mê ca hát đối với mình có từ rất lâu rồi. Và hôm nay được lọt vào top 12 của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam đối với mình là một sự may mắn cũng như là một sự hạnh phúc rất lớn. Vào tối hôm nay thì mình sẽ thể hiện ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh, một sáng tác của chị Mỹ Tâm. Mình cảm thấy rất là áp lực vì ca khúc này là của chị Tâm và tối nay chị Tâm sẽ là ngồi vào ghế giám khảo để nghe mình hát. Ngoài ra nữa thì mình cũng có một áp lực nữa là mình sẽ phải được chủ Huy Tuấn giao cho trách nhiệm là phải mở màn chương trình. Và mình cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà thôi, để mình sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt cái phần thi của mình. Gặp anh đêm ấy, làm lòng mình như ngây dại. Từ trong phút giây, biết em đã yêu anh từ lúc này. Và anh đã đến, đến với em đang say. Nào anh có hay, lúc không còn nhau đau lòng thế này. Dù em đã biết chắc yêu anh nhiều, và em đã thấy chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Anh không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một đủ hôn cho ta ngừng tranh vênh. Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em. Nhưng em quá yêu đôi cứ mãi tiếc nuối. Chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Anh không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một đủ hôn cho ta ngừng trên vênh. Còn đời chờ chi anh không còn yêu em. Nhưng em quá yêu đôi cứ mãi tiếc nuối. Vì em đã quá. Mỹ Tâm rất là hưng phấn. Có phải là vì bài hát này là của Mỹ Tâm sáng tác không đấy? Tâm nghĩ là không phải là vì bài hát này mà do Tâm viết là Tâm vui như vậy, mà là vì bạn ấy hát quá hay. Các bạn cũng cảm nhận như Mỹ Tâm đúng không ạ? Em làm bừng sáng cả cái không gian này. Điều đó làm chị cảm thấy rất là hưng phấn. Chị cảm thấy rất là may mắn khi mà được ngồi đây mà nghe em hát. Và tất cả mọi người đã hát theo em thấy không? Chúc mừng cho Minh Huyền. Như vậy là chúng ta đã có một không khí rất là tuyệt vời cho phần mở đầu của đêm bán kết. Một lần nữa xin được chúc cho Minh Huyền may mắn thưa quý vị.